Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cố Đêm Radio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 26 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cố Đêm Radio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì vào lúc này, Lý Thanh Sơn suy nghĩ một hồi rồi sau đó mở to hai mắt. Ta chọn cái này. Sau đó hắn cất Bác Thương Hải vào túi. Không phải Lý Thanh Sơn muốn cược may mắn. Nếu chân khí thực sự không thể thúc đẩy bộ chiến kỹ này, vậy còn yêu khí thì sao? Hắn có một thân yêu khí cũng thuộc tính thủy, cuồng bạo mạnh mẽ thì không cần. Nhưng muốn thúc đẩy bộ chiến kỹ này thì không thành vấn đề. Yêu ma chi đạo mới là bản chất của hắn. Trong thời gian ngắn lại có được lựa chọn. Hơn nữa, chưa chắc hắn đã không có hạ sách để tìm được Đại Hải Vô Lượng Công. Hàn Thiết Y cũng không nói gì thêm. Hắn thu những viên ngọc giản khác lại rồi đưa cho Lý Thanh Sơn thu trở lại mặt đất. Hàn An Quân dạy bảo xong bỗng chỉ vào Lý Thanh Sơn rồi lại nói với đệ tử binh ra. Chẳng bao lâu nữa người này sẽ càng mạnh lên. Đến khi ấy, đám các ngươi phải làm thế nào? Đánh bại hắn. Đệ tử binh ra khí thế dập trời. Lý Thanh Sơn cười. Vậy để xem ai tiến bộ nhanh hơn. Quý thủy chân khí của hắn cô đọng vô cùng. Tuy để thúc đẩy Bác Thương Hải thì hơi miễn cưỡng, nhưng không phải là không làm được. Chỉ cần phát huy được 1/10 uy lực là có thể giúp chiến lực của hắn tăng mạnh rồi. Sáng sớm hôm sau, một vầng mặt trời đỏ vừa ló lên trên hồ Long Xà đã nghe thấy tiếng chuông mãnh liệt chuyển đến từ trên Vô Lậu Đảo. Nhất Niệm Đại Sư chuẩn bị Phật Gia Pháp Hội đã lâu, cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Cả Vô Lậu Đảo đều bị bao trùm bởi một lớp sương mù ẩn hiện đàn hương. Tiếng gõ mõ tụng kinh cứ văng vẳng lên bầu trời Vô Lậu Tự, Phật đường cổ pháp càng thêm vẻ trang nghiêm tráng lệ. Tầm 9 vị cao tăng bậc trúc cơ đã đến, mỗi người đều pháp tướng nghiêm trang. Tuy là chuyện của riêng Phật gia, nhưng chuyện trọng đại vẫn có mấy gia chủ đứng đầu Liễu Trường Thanh ra mặt chiêu đãi, sau đó ở lại nghe Phật pháp. Cũng có rất nhiều đệ tử đến đây. Đại đạo tương đồng. Tuy không học Phật Pháp, nhưng cũng có thể gợi mở trí óc, với tu vi cũng rất có lợi. Lý Thanh Sơn đến nghe một lần thì thấy đầu óc choáng váng. Trước mắt đầu đầu cũng là đầu trọc bóng loáng. Cái gì mà thiên cơ, cái gì mà Phật Pháp đều không nghe rõ nữa. Duy chỉ thấy Tiểu An mặc áo cà sa màu xanh nhạt, tóc đen dài rối loạn như tảo biển đang ngồi trên Phật đường. Khi thì trầm tư, khi thì gật đầu, khi lại biện luận, đối đáp ung dung. Lý Thanh Sơn cũng hạ quyết tâm, lặng lẽ rời đi, tiếp tục quay về Vân Hư Đảo khổ tu. Trong lúc giảng Phật Pháp, tuy bất đồng ngôn ngữ, nhưng Tiểu An vừa đặt câu hỏi thì chúng tăng luôn im lặng không nói, trầm tư suy nghĩ một hồi rồi sau đó mới trả lời. Chu Nhàn Bạch Cốt Đạo không chỉ là một loại công pháp cao cường, mà còn ghi chép lại lĩnh ngộ cùng trí tuệ cả đời của một vị đại năng trong Phật môn. Tiểu An muốn lĩnh ngộ được giá trị thuần túy nhất trong đó. Mỗi một câu hỏi đều xoay quanh công pháp cao cường này, luôn nhằm vào chỗ then chốt. Điều này khiến chúng tăng cảm thấy vô cùng mới mẻ, tinh thần sáng suốt, thường phải suy nghĩ một chút mới có thể trả lời. Chúng tăng đều là người tinh thâm Phật học, suy nghĩ xong thì số đông đều có một đáp án. Nhưng những đáp án này lại không giống nhau, dẫn đến một trận biện luận mới. Chúng tăng lại nhìn ánh mắt Tiểu An, lại càng khác đi, nghi ngờ nàng chính là thiên nhân chuyển thế. Hơn nữa còn là một đời tông chủ chuyển thế. Nếu không phải còn sót lại một trí tuệ vốn có, thì sao một đứa bé có thể hỏi được một câu hỏi sâu xa như vậy? Có một số câu hỏi họ còn cảm thấy không đủ trí tuệ nên không thể giải đáp. Đương nhiên, họ không có khả năng giải đáp hết tất cả nghi hoặc. Nếu không cũng sẽ không chỉ ở tu vi trúc cơ. Nhưng trong quá trình này khiến Tiểu An càng thêm hiểu về Chu Nhan Bạch Cốt Đạo. Sau khi lĩnh ngộ cũng có thể buông lỏng khống chế với luyện khí. Pháp hội bắt đầu ngày thứ 3, bèn nhắc đến chuyện tu vi luyện khí tầng thứ 9. Hiển nhiên cách bước cuối không còn xa nữa. Mãi cho đến khi một đám cao tăng sợ đến chừng mắt há mồm, đâu từng thấy luyện khí như uống nước thế này bao giờ. Cứ tiếp tục như vậy, muốn lên được trúc cơ
chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Nhất niệm đại sư thoáng cân bằng lại một chút, nhưng lại hỏng mất kế hoạch ban đầu rồi. Bây giờ không phải như chúng tăng giảng dạy cho Tiểu An, mà ngược lại là Tiểu An giảng giải cho chúng tăng. Nhưng lại xảy ra một chuyện khá phiền phức. Đó là một nhóm cao tăng, danh tiếng mờ nhạt bỗng nổi lòng tham. Chúng muốn học Phật học, nhưng lại không thực sự coi nhất niệm đại sư là sư phụ. Cùng lắm cũng chỉ như quan hệ giữa tiên sinh cùng lũ trẻ con trong trường tư thục mà thôi. Với thiên phú của Tiểu An thì hẳn là có một sư phụ thực sự, nên có được nhiều sự giúp đỡ hơn. Phật gia, một Phật tự mơ hồ, nhưng có hàng ngàn hàng vạn tông phái bao gồm trong đó, thế nên không ngừng phân tranh. Ai chẳng muốn có một đệ tử như vậy để truyền thừa y bát, phát triển đại thống. Nhất niệm đại sư có hối hận cũng đã muộn. Ngay từ bắt đầu pháp hội đã tuyệt đối sẽ không để Tiểu An rời khỏi mình nửa bước, cũng âm thầm viết một bức thư. Nhưng có người tìm hiểu ra quan hệ của Tiểu An cùng Lý Thanh Sơn, bèn phái đệ tử đến Vân Hư Đảo để bàn bạc với Lý Thanh Sơn. Tất cả đều âm thầm ra những đãi ngộ cực tốt để Tiểu An chuyển sang bái mình làm sư. Trong đêm đen, Lý Thanh Sơn cất bước, xoay người xuyên vào hành lang khúc khuỷu sâu thẳm trở lại phòng mình. Một vị nữ tử đang ngồi trên vị trí trong phòng hắn. Nàng đang đọc sách dưới ánh đèn, hình như mới vừa tắm rửa thay quần áo nên tóc còn hơi ướt. Mái tóc chỉ dài ngang vai có chút rối loạn, hiển nhiên ngắn hơn nữ tử bình thường nhiều. Chiếc trán có mấy lọn tóc không nghe lời mà hếch lên, làm lộ nên vẻ lười biếng nhưng lại dí dỏm đáng yêu. Trên người mặc chiếc áo dài mỏng manh màu xanh thấm, rõ ràng là phác họa ra đường cong động lòng người, dường như thoáng chốc nàng đã trở thành một thục nữ rồi. Sắc mặt nàng đỏ ửng, làm bộ như thờ ơ mà gấp sách lại, lườm Lý Thanh Sơn một cái. Nhìn cái gì mà nhìn? Hàn sư tỷ. Lý Thanh Sơn nghe giọng mới dám lên tiếng đoán. Hàn Quỳnh Chi hôm nay cực khác với dáng vẻ đại tỷ mọi ngày, dáng vẻ đọc sách dưới ánh đèn lại thêm vài phần dịu dàng. Làm sao vậy? Hàn Quỳnh Chi không dám nhìn thẳng vào mắt Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn cười nói, ta còn tưởng Hàn gia có một vị nhị tỷ nữa cơ đấy, sao hôm nay lại rảnh rỗi mà qua đây vậy? Mỗi người đều có cuộc sống riêng, Hàn Quỳnh Chi cũng vậy. Hoa Thừa Tán bế quan, trách nhiệm dẫn đầu đám đệ tử cùng thống lĩnh Xích Lang đều đè nặng lên người nàng. Một việc mà Hoa Thừa Tán chỉ mất một canh giờ để hoàn thành thì nàng phải mất 10 lần thời gian cũng khó mà xử lý ổn thỏa, đúng là sứt đầu mẻ chán. Cũng may nhân duyên không tệ, cưỡng chế phân công xong mới có được chút thời gian dành. Nếu là trước kia, đương nhiên lúc này nàng sẽ tha hồ thả lòng mà vui chơi, nhưng tinh thần mấy ngày hôm nay luôn không yên ổn, thường xuyên hiện lên bóng dáng của một người. Hôm nay tắm rửa xong, ma xui kỳ khiến thế nào lại mặc một bộ quần áo chưa từng mặc, lại không tự chủ được mà đi đến đây xem Lý Thanh Sơn làm gì. Nàng không nói chuyện này ra mà vòng vo hỏi hắn, hòa thượng kia đến làm gì? Lý Thanh Sơn nói rõ nguồn cơn câu chuyện. Hàn Quỳnh Chi lại nói, cô Sơn Tự cũng là một môn phái trong số đó, có thể cân nhắc. Cô Sơn Thượng Nhân là đại tu sĩ ngưng kết xá lợi, thanh danh hiển hách khắp Như Ý quận. Không ngờ đệ tử của hắn cũng tới tham gia pháp hội lần này, đủ tư cách để làm sư phụ của Tiểu An. Cô Sơn Tự vốn không hề ở trong Thanh Hà Phủ. Vì cao tăng tu vi trúc cơ lần này đến đây là đệ tử thân truyền, một trong những điều kiện đưa ra là được đại sư nhận làm đồ đệ. Lý Thanh Sơn nói, ở Bách Gia Kinh Viện không tốt à? Hàn Quỳnh Chi nói, với tu vi của Tiểu An thì lên đến tu vi trúc cơ cũng chỉ là vấn đề thời gian, sao còn có thể là ở lại Bách Gia Kinh Viện? Lý Thanh Sơn lại nói, chẳng phải Như Ý quận cũng có Bách Gia Kinh Viện sao? Hóa ra người không biết, Bách Gia Kinh Viện trong quận chỉ là ra vẻ thôi. Hàn Quỳnh Chi lại dốc lòng giới thiệu một phen, Lý Thanh Sơn mới biết, hóa ra Bách Gia Kinh Viện ở Như Ý quận không phải do Thanh Hà Phổ mở rộng ra. Mấy trăm ngàn tu sĩ xúc cơ đều đang cùng học tập dưới sự dẫn dắt của mấy kim đan tu sĩ. Trúc cơ tu sĩ, mỗi người đều là nhân vật tinh anh tung hoành ngang dọc một cõi, sao có thể chung sống như luyện khí sĩ? Kim đan tu sĩ lại càng không thể hợp lại một chỗ mà phải có các động phủ. Bách Gia Kinh Viện cấp quận này dường như chỉ tồn tại trên danh nghĩa, cùng lắm là có tác dụng quản lý, chứ đến tác dụng giao lưu trao đổi cũng không có. Suy cho cùng, thứ nền móng trong các lĩnh vực đều có thể mang ra giao lưu với nhau. Nhưng đã đến trình độ này thì mỗi một môn công pháp, mỗi một loại kỹ nghệ đều là bí mật bất truyền của mỗi nhà. Đừng nói đến việc đệ tử ngoài gia không được học, cho dù là đệ tử của bổn gia cũng phải bái sư riêng mới có thể được truyền thụ. Quan hệ thầy trò này không phải là cái kiểu thứ quan hệ nhạt nhòa giữa thầy trò của thời nay, mà quay về mối
quan hệ sư đồ truyền thống gắn bó như phụ tử. Tới bước này rồi, việc tìm một sư phụ thật tốt trở thành một chuyện vô cùng quan trọng. Chẳng nhẽ ta có phải tìm một sư phụ sao? Lý Thanh Sơn nói. Chẳng trách ban nãy Hòa Thượng kia lại ám chỉ hắn có thể đến Cô Sơn tự xem thế nào. Hàn Quỳnh Chi nói. Đương nhiên rồi, ai mà chẳng muốn tìm một sư phụ để được khuyến khích ủng hộ chứ? Trừ phi là thiên chất không đủ, tuổi tác quá lớn thì mới không tìm được sư phụ nào muốn nhận. Đương nhiên, Lý Thanh Sơn không bị xếp vào hàng này. Có thể lấy được thân phận trúc cơ tu sĩ ở Bách Gia Kinh Viện với kiểu chế độ thu phí kỳ lạ thì nhất định là thanh niên tài tuấn rồi, lo gì không tìm được sư phụ. Đây là phương thức truyền thừa đặc biệt của Bách Gia, vừa không giống với những môn phái tu hành khác nhưng lại có điểm tương đồng. Lý Thanh Sơn buông lỏng tay. Nhà đó có kim đan tu sĩ không? Hoặc là kim phủ tu sĩ, gia chủ tu đại diễn thần phủ, sau lần đại thiên kiếp thứ hai thì sắc này hóa thành kim. Thật ra ngoại trừ trúc cơ tu sĩ và thiên hạ tu sĩ giống nhau ra, càng lên trên, công pháp mà con người tu hành đều khác nhau, tên gọi có thể bất đồng. Phật pháp thì gọi là xá lợi, gia thì gọi là kim phủ, kiếm tu thì gọi là kiếm thai, xưng là kim đan tu sĩ, vẫn là thói quen từ bao đời. Hàn Quỳnh Chi cúi đầu nói, tuy ngươi là đệ tử của bổn gia, nhưng cũng không nhất thiết phải tìm một sư phụ trong nhà. Ví dụ như ta, tuy là đệ tử pháp gia, nhưng nếu có thể trúc cơ thì đương nhiên phải bái bá phụ của ta làm sư phụ. Bá phụ của Hàn Quỳnh Chi đương nhiên chính là đại tướng quân Hàn An Quốc, một trong ba người đứng đầu Như Ý Quận. Lý Thanh Sơn có hơi run, tuy hắn là đệ tử trong nhà, nhưng chủ tu vẫn là hợp nhất thể khí của binh gia, chỉ sợ trong cả Như Ý Quận này cũng không tìm được người sư phụ nào tốt hơn Hàn An Quốc. Tác dụng của việc có một người sư phụ tốt vô cùng rõ ràng. Ví dụ như Đại Hải Vô Lượng Công Hạ Sách, chưa chắc người trong nhà ra lệnh một tiếng đã có thể tìm được. Tu vi có thể trải qua tích lũy của thời gian mới có thể truyền thành quyền thế. Với góc nhìn như vậy, chưa chắc Cố Nhạn Ảnh đã tốt hơn Ưng Thần Chi Nữ với tiền đồ vô hạn. Nhưng Lý Thanh Sơn cũng không ngốc đến độ nhắc đến một nữ nhân khác trước mặt Hàn Quỳnh Chi. Hơn nữa, bất kể thời điểm nào, hắn cũng không tình nguyện cúi đầu trước nữ nhân kia. Người khác thích một nữ tử thì phải khúm núm, ép dạ cầu toàn. Nhưng hắn muốn vươn vai ưỡn ngực cho nữ nhân kia thấy. Lời này của Hàn Quỳnh Chi nghe thì tưởng vô ý, nhưng lại thực sự cực kỳ sâu sắc. Ý trên mặt chữ thế này, phải chăng là nếu hắn thành giày quý của Hàn gia là có thể nhập vào Hàn gia danh môn nhờ cậy vào sức mạnh này? Nhất định rồi, điều này khá hấp dẫn. Hơn nữa, điều này cũng khiến Lý Thanh Sơn có chút rung động. Bất luận thế nào, có một nữ tử có thể lo lắng cho ngươi như vậy cũng là một chuyện rất đáng vui mừng. Cảm ơn. Cảm ơn cái gì chứ? Ta chỉ tiện miệng nói thôi, cũng không giới thiệu cho ngươi đâu. Ngươi còn muốn phát triển kiểu như vậy thì tự đi xin cha ta đi. Gương mặt Hàn Quỳnh Chi bị ánh đèn chiếu lên càng thêm đỏ. Ta Hàn Quỳnh Chi còn chưa thất bại đến độ phải dùng gia đình để hấp dẫn nam nhân đâu. Sao ta phải hấp dẫn hắn chứ? Hắn thì có gì đặc biệt hơn người đâu. Thế nhưng nếu so với đệ tử Hàn Môn thì hắn cũng có chút khí khái tùy tâm sở dục. So với đám đệ tử pháp gia thì lại dứt khoát tự chủ hơn, bình thường không chấp nhặt sự tùy hứng của nàng, đến lúc dầu sôi lửa bỏng lại không màng sinh tử mà ra tay vì nàng. Chớp mắt ruột mềm trăm mối, đã không còn ngày tháng nói cười không cố kỵ như xưa nữa. Hắn cứ luôn không ngỏ ý, khiến nàng hận không thể bóp chặt lấy cổ hắn mà hỏi cho ra nhé. Tuy Lý Thanh Sơn không phải dạng thánh si tỉnh như Hoa Thừa Tán, nhưng cũng có hiểu biết. Cô nam quả nữ sống chung trong một phòng, đêm khuya lại cùng một chỗ bàn chuyện tương lai, cũng đâu có đơn giản như vậy. Mỹ nhân dưới ánh đèn lại thêm chút thú vị. Hắn vốn không phải kiểu người lo trước lo sau, đã động tâm là muốn làm thì làm. Hắn nắm lấy tay Hàn Quỳnh Chi, nhẹ giọng nói, Hàn sư tỷ. Cơ thể Hàn Quỳnh Chi hơi run lên, cũng không rút tay lại mà làm ra vẻ như không có chuyện gì mà hỏi, làm sao? Lý Thanh Sơn cười thầm, chỉ là suy nghĩ của bản thân còn chưa đến được 9 tầng luyện khí nên có chút nóng vội. Ban đầu nói vậy, hai người đều nghĩ là nói vui bình thường, không ngờ sẽ có lúc trở thành sự thật. Hàn Quỳnh Chi cắn môi lườm hắn một cái, trong lòng lại cảm thấy vui mừng vô cùng. Nàng cũng là người giỏi che giấu tâm tư, vậy mà niềm vui sướng này lại tự nhiên lộ ra nơi khóe mắt. Lý Thanh Sơn càng được bước lấn tới, hắn thuận thế ôm lấy eo nàng, ngọn đèn dầu chiếu rọi hát bóng hai người hòa làm một trên bức tường. Tư thế giống như dáng vẻ Lý Thanh Sơn mạnh mẽ ôm lấy nàng,
miệng nói lời hùng hồn ở Vân Vũ Lâu, nhưng tâm tình lại khác nhau rất nhiều. Ta đi trước đây. Hàn Quỳnh Chi vội vàng rời đi. Lý Thanh Sơn gối đầu lên tay, nằm dài trên sàn nhà làm tử tre. Hắn lắc đầu cười. Thú vị. Nhưng chẳng biết chừng, chẳng bao lâu nữa, trong hà sáng này của hắn sẽ lại có thêm một ổ chăn ấm. Tuyết lạnh rơi xuống ngoài khung cửa sổ. Nhìn sắc trời tối đen như mực, hắn lại nhớ tới Thanh Nghiêu. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Nếu không ngờ sự trợ giúp của Thanh Nghiêu, hắn đâu có thể đi xa được đến vậy, lại còn được nhiều mỹ nhân ái mộ. Bất giác một năm nữa lại sắp qua đi. Mấy ngày nữa là hắn đã 18 tuổi. Thực sự là từ một thiếu niên trở thành một nam tử hán rồi. Không thể không suy nghĩ về tương lai. Có phải lựa chọn một vị sư phụ cũng có nghĩa là hắn và Tiểu An cũng sẽ có lúc phải tách ra. Dù sao hắn cũng không thể đi làm hòa thượng được, nhưng hắn cũng không muốn cản trở Tiểu An phát triển. Có nhiều khi thứ đem đến chia xa không phải là bức bách cùng cản trở bất khả kháng, mà là thứ mỗi người đang theo đuổi. Còn có một bí mật mà bản thân hắn đang chôn giấu, là xung đột giữa mộng tưởng và người trước mặt, thảm trạng hôn nhân bất hòa, còn bị anh em vợ, cha vợ hay thậm chí là sư phụ tương lai đuổi giết. Mỗi một chuyện, mỗi một việc đều đủ khiến người khác suy nghĩ đến đau đầu. Cho nên hắn mới chỉ nghĩ một lúc liền quyết định không nghĩ nữa. Thuyền đến đầu cầu tự thẳng, cứ việc thỏa thích đi về phía trước. Chẳng lẽ hắn lại muốn nói với Hàn Quỳnh Chi rằng: ta cảm thấy hiện tại chúng ta nên chuyên tâm học hành. À không, là tu luyện, không nên có thêm tạp niệm. Trừ phi là đầu bị động kinh hoặc là không hiểu đạo làm người thì hắn mới nói ra mấy lời này. Đêm dài, pháp hội vẫn còn đang tiếp tục. Đám cao tăng không biết mệt mỏi, ngồi nghiêm chỉnh, miệng mím, ánh mắt lay động, coi những người khác thành đối thủ cạnh tranh. Hiện tại, thứ họ tranh giành đã không còn là Phật hiệu, mà còn là một đệ tử thiên tài trăm năm khó gặp. Trong lòng họ không có bất kỳ nghi ngờ gì. Sự tồn tại của Tiểu An đủ để định đoạt hưng cùng thịnh của một ngôi miếu, thậm chí là cả một tông phái. Luận pháp vẫn còn đang tiếp tục, nhưng cũng đã có chút không tập trung. Đúng lúc này, một lão già xuất hiện ở trước Phật đường. Hắn râu tóc bạc phơ, râu tóc khắp đầu khắp cổ đều bay toán loạn. Hai tay buông lỏng ở hai bên, đôi mắt vô thần, biểu tình dại ra. Nếu không phải mặc áo cà sa thì không thể nghĩ rằng hắn là một tăng lữ. Vẻ mặt Nhất Niệm đại sư đầy vui vẻ, gật đầu thật mạnh. Sư phụ. Không uổng công hắn gấp gáp gửi tin về. Vạn dặm xa xôi mà sư phụ đã quay đây nhanh đến vậy. Chúng tăng kinh hồ vội vàng hành lễ. Sư phụ của Nhất Niệm chẳng lẽ chính là Tịch Quang Thiền sư của Thiên Long Thiền Viện? Nghe đồn người này khổ tu Đại Tịch Diệt Kinh ở trong Thiền Long Thiền Viện, đã hơn mười mấy năm chưa xuất tử, vậy mà lại đến đây. Lão tăng được Nhất Niệm đại sư gọi là sư phụ kia như không thấy, mắt điếc tai ngơ, cứ như si dại mà đi thẳng đến trước mặt Tiểu An. Tiểu An ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, lại chợt thấy đôi mắt của lão tăng kia bỗng tỏa ra thần thái rực rỡ, khiến ngọn đèn dầu trong Phật đường như bị bao trùm trong linh quang ẩn hiện, đôi mắt như hai vầng thái dương thu nhỏ. Lão tăng nói với chất giọng khàn khàn: ngươi có tình nguyện theo ta về Thiên Long Thiền Viện tu hành không? Chúng tăng thoáng chặt đứt suy nghĩ. Thiên Long Thiền Viện là tông môn đệ nhất Phật gia danh chấn Thanh Châu. Tịnh Quang Thiền Sư là thủ tọa của Bồ Đề Viện, ai có thể tranh giành được chứ? Còn ai có thể cự tuyệt lời mời của hắn cơ chứ? Không ngờ hòa thượng Nhất Niệm này đã không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã quyết tuyệt như vậy. Thậm chí đến bản thân Nhất Niệm đại sư cũng không ngờ được có thể mời được sư phụ từ Thiên Long Thiền Viện đến đây. Hắn cũng là cấp bách không biết phải làm sao. Vốn định đợi sau khi Tiểu An lên trúc cơ mới đưa nàng đến Thiên Long Thiền Viện gặp sư phụ. Càng không ngờ rằng sư phụ vừa thấy Tiểu An đã không hỏi han hay kiểm tra, mà lập tức cho nàng một lời mời đáng giá nhất, đó là vào tu hành trong Thiên Long Thiền Viện. Trong Phật đường, thậm chí cả Vô Lâu Tự, mọi thứ đều tĩnh lặng, chỉ đợi câu trả lời từ nàng. Nếu không có gì trở ngại, Thiên Tông lại có thêm một kỳ tài. Không lâu sau, quyền uy của Thiên Long Thiền Viện lại càng thêm vững vàng, không thể dao động. Ta không muốn. Sắc mặt Tiểu An vẫn như thường, đáp lại bằng giọng nói non nớt nhưng rõ ràng. Cả Phật đường dường như lại càng yên tĩnh hơn. Trong am thờ Phật, hai gò má phúng phính của tượng Phật bị ngọn đèn chiếu đến kim quang rực rỡ, hàm chứa một nụ cười bí ẩn. Khuôn mặt tinh tế nhưng thu lại tất cả người đang thờ phụng vào tầm mắt, nhưng lại không nhìn thấy thứ gì cả. Mọi người đều nghi ngờ liệu mình có nghe lầm hay không.
yêu cầu mà không ai có thể cự tuyệt, vậy mà lại có người từ chối rồi. Nhất Niệm đại sư mở to miệng, đến cả dòng suy nghĩ cũng bị chứng lại trong giây lát. Nhớ lúc đầu, sau khi hắn trúc cơ thành công, đi ra từ Bách Gia Kinh Viện cũng đã từ chối lời mời có mấy miếu tử, đến tận Thiên Long Thiền Viện xa xôi để bái sư. Hắn quỳ suốt 3 ngày 3 đêm ngoài Bồ Đề Đường, xong được Tịnh Quang Thiền Sư nhận vào Bồ Đề Đường, sau đó lại khảo nghiệm 3 năm mới thực sự thu nhận, trở thành đệ tử nhập thất. Hắn chưa từng hối hận về lựa chọn này, nếu không với phước duyên và tư chất của hắn, chắc chắn không thể bước đến cảnh giới cao hơn. Tiểu An, ngươi... Tịnh Quang Thiền Sư nâng tay lên ngăn lời tiếp theo của Nhất Niệm đại sư, mắt vẫn nhìn Tiểu An. Gương mặt Tiểu An trầm lặng, không hề lay động. Tịnh Quang Thiền Sư thở dài. Đại đạo mênh mông, Phật hiệu vô hạn, ngươi cần gì phải cố chấp như vậy? Tiểu An cúi mình. Đa tạ sư tôn ban thưởng pháp danh. Nếu không muốn rời xa hắn là khư khư cố chấp, vậy nàng tình nguyện coi đây là pháp danh, mãi mãi không đổi. Tịnh Quang Thiền Sư bật cười, thích suy nghĩ thông minh lanh lẹ này, nhưng sau lại thở dài, chấp mê mang đến đầy đau khổ. Sau đó hắn không khẳng định cũng chẳng phủ nhận, cứ vậy phiêu diêu rời đi. Chỉ để lại chúng tăng ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt Nhất Niệm đại sư vô cùng phức tạp mà đi đến hành lễ. Nhất ý sư muội. Tiểu An cũng trả lễ. Nhất Niệm sư huynh. Tuy không có nghi thức gì, nhưng với Thiền Tông nghiên cứu trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật, thì mấy hư lễ này vốn dĩ không quan trọng. Phật tổ nhặt hoa, Già Diệp bật cười, thầy trò hòa thuận. Qua mấy lời vắn tắt, danh phận đã được định ra. Chúng tăng đều đứng dậy cáo lui, pháp hội cũng tuyên cáo kết cuộc. Kỳ tài đầu tiên sau gần trăm năm nay đến từ Bách Gia Kinh Viện cũng là người đầu tiên tìm ra phương hướng của tương lai. Đó chính là nơi cách Thanh Châu đến 3.000 dặm, thánh địa của Phật tu giả Thiên Long Thiền Viện. Sau khi tiến tất cả cao tăng xong, Tiểu An cũng tạm biệt với Nhất Niệm đại sư. Lúc này, Nhất Niệm đại sư đương nhiên biết nàng muốn đi đâu, hết cách chỉ đành khoát tay. Thôi, đi đi. Đến sư tôn còn không quản được, đã ngầm đồng ý lấy cho nàng một pháp danh, vậy sao mà hắn quản được đây? Trên Vân Hư đảo, Lý Tinh Sơn nghe kể chuyện đã xảy ra thì im lặng một hồi rồi xoa đầu Tiểu An cười nói. Nếu sau này ngươi muốn đến Thiên Long Thiền Viện tu hành, ta sẽ đi làm hòa thượng với ngươi. Chẳng qua là làm một hòa thượng ăn rượu thịt với dâm tăng thôi. Tiểu An lắc đầu. Không, ta đi với ngươi. Không muốn ngươi làm hòa thượng ăn rượu thịt với dâm tăng. Lý Thanh Sơn nói. Vậy à, vậy đến lúc ấy ta đi cùng ngươi đến Thiên Long Thiền Viện, kiếm chút hời từ chỗ của Tịch Quang Thiền Sư kia, rồi từ làm ăn riêng là được rồi. Ta cũng đi tìm sư phụ học kỹ năng. Đến khi ấy ta dựng một động phủ, ngươi làm một ngôi miếu bên cạnh. Thế nào, vẹn cả đôi đường. Tiểu An dịu dàng đáp. Hờ, được. Đó là tương lai của họ, không có gì đáng buồn phiền cả. Đêm đã khuya, hai người nằm ngửa mặt nhìn trần nhà, cùng nhau lắng nghe tiếng tuyết rơi bên ngoài, đều cảm thấy lòng yên bình vô cùng. Đúng rồi, ngươi cảm thấy vị Hàn tỷ tỷ kia thế nào? Lý Thanh Sơn xoay người nằm nghiêng. Hàn tỷ tỷ sao? Tiểu An nghi hoặc cay đầu, đôi mắt trong đêm đen hơi sáng. Ờ, chính là Hàn Quỳnh Chi đó. Bằng 100 phàm nhân, Tiểu An thản nhiên nói. Ta không bảo ngươi ăn nàng. Thôi quên đi, con nít nói ngươi cũng không hiểu đâu. Lý Thanh Sơn cạn lời, nằm thẳng lại. Tiểu An lại ghé vào bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm. Được rồi, ta nói ngươi nghe. Lý Thanh Sơn giơ tay đầu hàng, nói chuyện tối nay cho nàng nghe. Ngươi thích nàng sao? Mắt Tiểu An nháy nháy mấy cái. Ờ, có một chút. Lý Thanh Sơn nhún vai. Hàn Quỳnh Chi là một nữ tử không tệ, tuy không có tình cảm gì quá đối sâu đậm, nhưng chúng sống lâu dài nên tự nhiên có thôi. Cha mẹ kiếp trước lẫn cha mẹ kiếp này của hắn chẳng phải cũng như vậy sao? Cũng chẳng phải ngôn tình, không nhất thiết phải yêu đến người sống ta chết. Ngươi muốn cưới nàng sao? Theo ký ức của nhiều lần sống lại, đặc biệt là trông ngóng Lý Thanh Sơn rất nhiều, Tiểu An đã không còn quá xa lạ với chuyện này. Chỉ là nàng không ngờ chuyện này cũng sẽ xảy ra với hắn, khiến nàng cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Không, không hẳn, có thể thôi. Lý Thanh Sơn ngượng ngùng sờ mũi, cảm thấy bản thân cứ như người cha muốn tái hôn sau khi ly dị vậy,
còn đang cầu xin sự đồng ý từ con gái vậy. Khí phách tùy ý bình thường cũng không dám lộ ra chút nào. Hắn tự nhận không phải tình chủng như là Kiều Hoa thừa tán, hắn cũng không phải dạng si tình bất hối như Đạo Đạo. Có lẽ đời này hắn cũng không cảm nhận được. Đời trước khi còn trẻ cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng ở kiếp này sớm đã bị mười mấy năm sinh sống vất vả mài mòn hết cả rồi. Chỉ còn lại những thứ đơn giản thẳng thắn nhất thôi. Tiểu An bỗng nhiên không được vui vẻ nữa. Nàng xuống rời khỏi người của Lý Thanh Sơn, xoay lưng qua. Làm sao vậy? Người vui là tốt rồi. Tiểu An nghĩ, sau này Lý Thanh Sơn cũng sẽ giống như trong sách, sớm tối đều dính chặt lấy nữ nhân kia, chỉ sợ không có thời gian tiếp nàng nữa. Nghĩ vậy lại thấy đau lòng. Lý Thanh Sơn xoay người nàng lại, thấy mắt nàng đỏ ngầu, nước mắt liên miên, thì cảm thấy bản thân như đã làm một chuyện gì đó khiến thiên hạ đều căm ghét vậy. Hắn có hơi luống cuống tay chân. Ta cũng không chắc chắn sẽ lấy, người không thích thì thôi vậy. Tương lai cũng không đơn giản như vậy. Hơn 10 ngày sau, trong đồng phủ bí quan dưới nền đất trên Thanh Minh đảo, một giọt mồ hôi lăn dài theo gò má, chảy xuống dưới cằm rồi đáp xuống nền đất ẩm ướt. Lý Thanh Sơn quỳ trên mặt đất, tóc dài buông xuống che khuất cả gương mặt. Cả người hắn như từng con long xà đang vặn vẹo, như đang nhận lấy gánh nặng ngàn quân. Máu đỏ nhập vào làn da nhưng lại lộ ra màu đen. Miệng mở to để lộ ra răng nanh lớn. Trên trán nhô lên hai khối nhưng có hai chiếc sừng chuẩn bị đâm ra. Lý Thanh Sơn bỗng đứng thẳng dậy, hắn gầm lên giận dữ, song trưởng hướng ra ngoài triển khai tận lực. Hắn giống như đang cố giãy ra khỏi xiềng xích vô hình. Hơ. Tiếng hít thở nặng nề của hắn lại tràn ngập thoải mái không gì sánh bằng. Hơ. Một động tác này của hắn làm nổi lên cuồng phong gào thét, lay động trong động phủ, khiến vạt áo cùng mái tóc của Tiểu An bay lên. Lý Thanh Sơn đứng dậy, màu da đã dần trở lại bình thường, kết cấu cơ thể cũng trở nên bình thường, chỉ là hình như cơ thể có cường tráng lên đôi chút, cứ giống như tượng tạc từ cẩm thạch vậy. Trải qua thời gian khổ tu này, đặc biệt là đan dược đổi từ kinh thạch gần như bị hắn ăn hết, cuối cùng hắn cũng lượt được đến cảnh giới Ngưu Ma Đại Lực Quyền tầng 3. Tuy mỗi khi tiến lên một bước đều cần có tài nguyên, đều cần nhiều hơn nữa. Những ban đầu tu được tầng thứ nhất chỉ là uống rượu dưỡng thân thể là xong, nhưng khí lực với sự tăng lên của khí lực càng tăng càng mạnh, đặc biệt là lực lượng quả thực là tăng lên gấp bội. Tuy bị linh quy yêu đan áp chế, nhưng hắn vẫn cảm thấy sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể đang bốc lên như muốn xông ra vậy. Hắn đổi một bộ quần áo khác, nói với Tiểu An rằng đến lúc đi xem xét bình già, thử nghiệm thành quả tu hành rồi. Để ta giúp ngươi. Tiểu An lấy ra kim cương châu, kim cang phóng lớn, hiển thiện kim thân, chân thực hơn khi xưa nhiều, cứ như có một người bằng vàng đứng ở đó, chứ không phải là một pho tượng màu vàng. Trong khoảng thời gian này, nàng lĩnh hội từ pháp hội cũng là một lượt lĩnh ngộ quy nạp. Bởi vì có nhất niệm đại sư bên cạnh nên mới chỉ dùng 2-3 đoá đài sen màu đen kia thôi. Trong mấy lần này, cuối cùng cũng có được cơ hội tu hành, lại dùng thêm 7-8 đoá hoa để tăng nhanh tu vi. Dải băng màu vàng tung bay, hóa thân của kim cương nhanh chóng đến trước mặt Lý Thanh Sơn. Cự kiếm trong tay, kim cương đánh xuống mạnh mẽ. Cũng được. Lý Thanh Sơn cầm cự kiếm trên tay. Lần này bế quan, ngoại trừ một khoảng thời gian sợ yêu khí tiết ra ngoài, thì thực ra cũng không cần thiết phải bế quan. Chỉ là để dỗ nàng vui vẻ, xem như bù đắp vất vả trong khoảng thời gian nàng bị nhốt trong pháp hội. Thấy nàng còn chút lưu luyến không rời, vậy lại ở thêm một thời gian nữa cũng được, cũng tiện tu luyện Bắc Hải Thương Hải còn chưa kịp nghiên cứu kia một chút. Hai người đều tự tu hành, thỉnh thoảng có dừng lại đôi chiến một hồi, vui đùa một chút, thời gian cứ chậm chậm trôi đi. Lý Thanh Sơn đã tính bế quan thêm 10 ngày nửa tháng nữa là được, nhưng vừa mới bắt đầu tu hành bộ chiến kỹ này đã không tự chủ được mà nhập vào trong đó, bị thuật hợp kích thể khí ảo diệu vô song trong đó làm cho rung động, không tự chủ mà chìm sâu vào trong đó. Kể cũng lạ, từ trước đến nay ngộ tính của hắn đối với các loại công pháp đều khá là bình thường, nhưng lĩnh ngộ với chiến kỹ lại như thiên tài vậy. Tiểu An cũng có thu hoạch, từng hạt sen trong đài sen màu đen cũng lần lượt dùng đến, chúng hóa thành ngọn lửa dung nhập vào cốt cách, cô đọng thành một tràng hạt đầu lâu. Thấm thoát đã một tháng, cửa động phủ lại chậm chậm mở ra. Lý Thanh Sơn ra ngoài, hắn vươn thắt lưng nhìn xuống dưới. Lúc này động phủ mà họ bế quan đã không còn ở tầng chót nữa,
nơi đó đã bị Hoa Tử Tán chiếm cứ. Thời gian lâu vậy rồi, không biết hắn tu luyện ra sao. Đi thôi. Lý Thanh Sơn ôm Tiểu An, đạp từng bước lên khoảng không trước mặt. Lúc này không hề ngưng tụ thành mây, mà dưới chân hắn lại hiện ra lam quang như gợn sóng. Hắn gần như dẫm lên lò xo vậy, vọt thẳng lên trời. Bác Thương Hải đạp lãng thức. Ngừng nước thành hình, mượn nước tạo lực, tốc độ nhanh hơn cưỡi mây đạp gió nhiều. Hơn nữa độ linh hoạt cũng tăng lên nhiều, cứ như có thể đi lại trên trời xanh. Dưới nền đất chỉ thấy không trung toàn sắc xanh, mặt trời chói lọi, tuyết động tan hết, cảnh xuân rực rỡ. Lý Thanh Sơn lại đạp về phía sau một bước, vèo một cái đã vọt về phía Vân Hư Đảo. Trong khoảng thời gian này, nguyên lực tích lũy trong đại diễn thần phủ đã lên một tầm cao mới. Tuy không thể tận mắt chứng kiến, nhưng hiệu quả của quyển sách bức tranh này mang lại cũng không tệ. Hơn nữa, quả nhiên cái tập sách vẽ mỏng mỏng kia của hắn còn tốt hơn, có thể thoải mái biến hóa nhân vật bên trong ra. Nhưng vẫn chưa đủ, cần phải mạnh hơn thì mới có nhiều cơ hội. Lúc ra ngoài phải lấy mấy bức tranh có chút tuyên truyền, khiến cho hư ảo biến thành chân thật. Lý Thanh Sơn gào thét, băng qua bóng người phía chân trời, hấp dẫn sự chú ý của không ít người. Một đám đệ tử nông gia đang canh tác trong ruộng, ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời mà chỉ trỏ. Nhìn kìa, kia là cái gì vậy? Ờ, rất giống Lý Thanh Sơn. Các đệ tử nông gia đều khâm phục một hồi. Trong con người là sự hâm mộ không nói nên lời. Trong lúc vô tình, Lý Thanh Sơn cũng trở thành một nhân vật nổi tiếng ở Bách Gia Kinh Viện. Từ kẻ địch cho đến những mối quan hệ thân thiết ngày thường của hắn cũng đều là nhân vật danh tiếng vang dội. Gần đây lại có tin đồn rằng gia chủ binh gia Hàn An Quân cố ý chọn Lý Thanh Sơn làm con rể, gả vị sư tỷ của pháp gia của hắn. Trong vòng một năm ngắn ngủi, hắn từ một đệ tử tiểu thuyết gia mất mặt nhất mà đi được đến bước này. Quả thật là nhân vật truyền kỳ đối với tuy thành giả có cùng xuất thân bình dân. Này, Lý Long, kia chẳng phải là đồng hương của ngươi sao? Lý Long chân trần đứng ở trên một mảnh ruộng nước, xếp những cây mạ xanh xanh thật ngay ngắn. Nơi này không phải Trường Sinh Đảo mà là hòn đảo nông gia chuyên dùng để trồng trọt thu hoạch, phân chia cho đám đệ tử mới vào. Lý Long cũng có được một mảnh ruộng của mình. Hắn ngước đầu lên nhìn theo quy tích màu lam nhạt kia, cho đến khi nó biến mất ở trên bầu trời. Hắn nhớ sư phụ từng nói, người kia chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật tài ba. Nhưng e rằng ngay cả sư phụ cũng không ngờ, người kia lại có thể đạt tới mức này nhỉ. Hắn cúi đầu cười nói, đúng vậy, hắn chính là đại anh hùng của Ngạc Nghiêu thôn bọn ta đó. Trong cuộc sát hạch vào mùa xuân năm ngoái, thuộc tính mộc của hắn là Ất Hạ, thông qua khảo hạch của nông gia trở thành một đệ tử nông gia. Nhớ lúc đầu, Lý Trường Thôn vì không muốn nhi tử của mình tiếp tục với nghề nông nên mới để hắn đi thiết quyền môn luyện võ. Không ngờ rằng cuối cùng vẫn phải về với ruộng đất. Nông gia đúng là rất hợp với các loại đệ tử có tư chất bình thường, lại không có bối cảnh như hắn. Cây có linh tính, được trồng ra có thể thay thế đan dược, cải thiện thể chất của con người một chút, có thể trao đổi với các sư huynh đệ khác xem nên trồng cái gì, ăn cái gì. Nếu còn thừa thì cũng có thể bán để đổi lấy linh thạch. Cuộc sống ở nông gia đơn điệu và khô khan hơn so với những gia khác. Loại bỏ cỏ dại, dùng chân khí ôn dưỡng mỗi một cây mà, cứ lặp đi lặp lại như thế như một vòng tuần hoàn. Rất nhiều người cảm thấy nhàm chán, thường xuyên muốn gọi bạn bè đi Thanh Hà phủ vui chơi một phen, vì thiếu môn chủ của thiết quyển môn cũng đến mời Lý Long mấy lần. Nhưng Lý Long đều từ chối, hắn còn phải trả lại 100 viên linh thạch cho Lý Thanh Sơn, còn phải nộp linh thạch một năm, càng phải cố gắng tu hành, tránh để học phí tăng gấp đôi, không được phép lười biếng chút nào. Dần dần, vì thiếu môn chủ kia không đến nữa. Một ngày từ sáng đến tối của hắn, ngoài nghe giảng bài ra thì chỉ cắm mặt cắm mũi vào trong ruộng đất, đầu vừa chạm gối là ngủ ngay, bị loại áp lực nặng nề kia để ép đến mức không thở nổi. Nhớ tới trận hạn hán lớn năm còn bé, hắn theo phụ thân đi mười mấy dặm để gánh nước, gánh được nước về, vừa đổ ra thì chớp mắt đã sạch bách rồi. Tình hình kia thật sự khiến người ta tuyệt vọng. Đến cuối cùng, tay chân đều bị cọ sát ra toàn là bọng máu. Gia Gia từng cảm thán rằng, làm ruộng chính là tranh đấu với trời. Đúng, tranh đấu với trời, đây cũng không phải chỉ là đặc quyền của tu hành giả. Có lẽ vì đời đời kiếp kiếp đều là nông phu, dòng máu nông phu chảy trong cơ thể hắn, cho nên hắn dần cảm thấy vui sướng hơn bao giờ hết khi làm công việc thuở sơ khai này. Nhìn cây mạ lớn lên khỏe mạnh từng ngày, và lúc hắn dùng chân khí ôn dưỡng nó, dường như chúng nó cũng đang ôn dưỡng hắn.
Trong lúc vô tình, tu vi luyện khí của hắn đã đột phá ranh giới luyện khí của nhân vật giang hồ tầm thường, vượt qua Nghiêm Hộ Pháp, đạt đến luyện khí tầng thứ 3. Ngày đó, hắn vui mừng nằm sấp trên mặt đất khóc lóc một lúc, nước mắt rơi vào trong giường. Rồi hắn nghĩ tới cảnh mình vui sướng nhảy nhót trong cơn mưa to sau khi đợt hạn hán kia kết thúc. Đó cũng là sự vui sướng mà không phải đến Vân Vũ Lâu ngủ với một cô gái là có thể so sánh được. Từ sau ngày hôm đó, lòng hắn đã kiên định. Hắn không đi xem buổi biểu diễn công phai miễn phí của Nhạc Gia, cũng không xem Lý Thanh Sơn khiêu chiến đệ tử binh gia. Cho đến hôm nay, hắn chợt phát hiện mình đã không còn ghen tị với Lý Thanh Sơn. Một đệ tử nông gia nói: "Sắp đến ngày khảo hạch rồi, nghe nói hắn am hiểu linh võ thuật, sao ngươi không nhờ hắn tưới nước giúp ngươi?" Nông gia cũng có cách so tài của nông gia, đó là xem ai quản lý mùa màng tốt, người thắng sẽ nhận được một phần thưởng. Lý Long vỗ vỗ tay lên ruộng, cười nói: "Để ta đi hỏi hắn, xem hắn có rảnh hay không." Một năm qua, hắn chưa bao giờ đi tìm Lý Thanh Sơn lần nào. Trong lòng hắn có cảm giác tự ti loáng thoáng, càng không muốn để người khác nghĩ hắn muốn dựa vào người kia. Cho đến hôm nay, không còn ghen tị thì tất nhiên cũng không có tự ti. Hơn nữa, cuối cùng hắn cũng có thể báo đáp đôi chút ân tình ngày trước rồi. Gặp lại vị đồng hương này, Lý Thanh Sơn gần như không thừa nhận quen biết luôn. Người kia có khuôn mặt ngăm đen, hai tay thô ráp, dáng vẻ quê mùa, làm gì còn giống nhân tài xuất chúng hăng hái của ngày xưa của Ngoạn Yêu Thôn. Đôi mắt ôn hòa cũng toát lên khí chất khác hoàn toàn trước đây. Lý Long nhìn Lý Thanh Sơn cũng có cảm nhận tương tự. Người này giờ điềm tĩnh tự tin, lên mặt vênh váo. Cái tên Thanh Sơn từng bị người trong thôn cười nhạo rất nhiều năm, hiện tại mới cảm nhận được ý thức hàm xúc từ cái tên này. Lý Long lấy một túi linh gạo ra. "Cái này do chính ta trồng, ngươi nếm thử xem. Ta chưa gom đủ linh thạch, nếu ngươi không vội thì thêm khoảng một năm nữa là đủ." "Không vội, dăm ba năm nữa cũng không sao, dù sao ngươi cũng có chạy mất được đâu." Lý Thanh Sơn mở túi gạo ra nhìn, toàn là gạo trắng loáng, hạt nào hạt nấy đều to cứ hạt lạc, linh khí tỏa ra mùi thơm ngát, hắn lập tức khen. "Gạo tốt, ta thấy chối gạo này có vẻ quy ra 50 viên linh thạch, nếu ngươi đưa được thêm 3 túi nữa thì coi như chúng ta thanh toán xong nợ nần." "Sang năm đi, chỗ còn lại không để ăn thì cũng là bán." Lý Long gật đầu biết ơn, không phải là vì linh thạch mà là vì tôn trọng. Ánh mắt hắn lướt qua một mảnh rừng trúc rộng lớn của Vân Hư Đảo. "Mảnh đất này thật là đáng tiếc, còn có những cây măng này." Trung quy, số lượng ruộng đất nông gia chia cho mỗi đệ tử cũng có hạn, mà hiện tại làm gì có ai có diện tích đất nhiều hơn tiểu thuyết gia ở trong bách gia này. Vì là một trong những đảo chủ nên Vân Hư Đảo là một mảnh linh địa thượng hạng, đương nhiên tốt hơn nhiều so với đảo mà Lý Long trồng lúa kia. Nếu trồng trọt ở nơi đây thì không cần quá tỉ mỉ, chỉ cần quản lý một chút thì hàng năm cũng thu hoạch được không ít. Nhưng cây măng mọc từ dưới đất lên này cũng rất giàu linh khí. Lý Thanh Sơn càng ngày càng ý thức được rằng Vân Hư Đảo là một báu vật chân chính, tuyệt đối không thể nhường cho người ngoài được. Nếu người yêu thích thì khai hoang rồi trồng cái này cái kia là được rồi. Những cây măng này thì cứ bẻ tùy ý, dù sao ta cũng không có thời gian trông coi. Tuy rằng hái linh măng có thể thay thế đan dược, nhưng tác dụng có hạn. Đối với hắn thì chính là cái được không bù cái mất, còn không bằng đi theo Như Tâm học luyện đan thuật. Lúc này, Lý Long thật là hối hận vì không đến Vân Hư Đảo thăm hỏi sớm một chút. Vì không muốn chiếm lợi trắng trợn, cuối cùng hai người thỏa thuận với nhau. Hắn bỏ công sức trồng trọt và hái măng, tất cả đều chia một nửa cho Lý Thanh Sơn. Và giúp được đồng hương, lại vô duyên vô cớ có được nhiều thứ, Lý Thanh Sơn cũng rất vui vẻ. Dù hắn không ăn những thứ này, nhưng để cho Mã Lục khôi phục nguyên khí thì cũng không tệ. Nhắc mới nhớ, kỳ ngủ đông của tên kia cũng sắp trôi qua rồi. Vừa nghĩ như thế, Lý Thanh Sơn lập tức cảm thấy túi trùng bên hông rung rung một hồi. Thế là hắn lập tức đồng ý yêu cầu giúp tưới nước của Lý Long. "Ta còn có chút chuyện, ngươi đi về nhà trước, chờ lúc sau ta lại qua đó." Chờ Lý Long đi rồi, Lý Thanh Sơn mới thả Mã Lục ra, đưa túi gạo cho hắn ăn. "Đừng có gấp, chờ chút nữa lại có mang để ăn, nhấn lại thêm một hồi, chẳng mấy chốc ta sẽ dẫn ngươi trở về dưới lòng đất." Sau khi đi động viên Mã Lục trở về lại túi trùng bên eo, hắn đi sang chỗ Lý Long giúp thi triển linh vũ thuật vài lần. Đợi lúc Tiểu An trở về sau khi giải quyết trong tình huống ở Phật gia, hai người lập tức cùng xuyên qua Long Xà đại trận rời khỏi Bách Gia Kinh Việt. Trước tiên đến Thanh Hà Phủ Thành,
lần này Lý Thanh Sơn muốn mang theo những bức tranh của Chử Đan Thanh đi dạo khắp nơi, có thể thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ, kiếm chút công huân thì đương nhiên là không còn gì bằng. Chấp sự Thanh Y phụ trách tuyên bố nhiệm vụ không dám sơ suất, lập tức lấy cuốn sổ nhiệm vụ ra cho Lý Thanh Sơn chọn. Lý Thanh Sơn tỉ mỉ chọn, bỗng tình cờ nhìn thấy phía sau một nhiệm vụ được đánh dấu là đang tiến hành, người thi triển là Tiền Dung Chỉ nên hỏi: Tiền Dung Chỉ trở về rồi sao? Tiền đại nhân đã trở lại 2 lần, lập tức nhận nhiệm vụ tiếp rồi đi ra ngoài. 3 lần chấp hành nhiệm vụ đều hướng tới những nơi xa xôi cách xa phủ thành. Lý Thanh Sơn thầm nghĩ, nữ nhân này không chỉ tàn nhẫn với người khác mà với bản thân cũng không kém chút nào, quả thực như đang tìm chết vậy. Chọn xong nhiệm vụ, Lý Thanh Sơn đang định rời đi thì chấp sự Thanh Y kia bỗng nói: Lý đại nhân, hiện tại Hàn đại nhân đang ở trên lầu. Ở thế gian này không có thứ gì có thể lan truyền nhanh hơn tin tức bát quái và lời đàm tiếu. Tuy hai người trong cuộc còn mờ mịt, nhưng tin đồn đã lan truyền xôn xao trong Ưng Lang về, Hàn gia chọn rể cũng đâu phải việc nhỏ. Lý Thanh Sơn nói: Hàn sư tỷ cũng ở đây sao? Vậy có phải đi thăm một hồi rồi. Lý đại nhân, ngươi cẩn thận chút, gần đây tâm trạng Hàn đại nhân rất kém. Lý Thanh Sơn biết hơn 50% là chuyện này có liên quan đến mình, trong lòng cũng hơi áy náy, nên càng không thể không đi nói rõ. Nắng xuân êm dịu chiếu vào trong phòng. Hàn Quỳnh Chi đang nhíu lông mày, ngồi ở vị trí xử lý công vụ của Hoa Tửa Tán, tóc ngắn ngang vai bị nhuộm thành màu vàng nâu, khuôn mặt cứ như ngày đông sơ sát tiêu điều. Bất thình lình nàng nghe thấy tiếng gõ cửa, không thèm ngẩng đầu lên mà chỉ lạnh lùng nói: Vào đi. Lý Thanh Sơn để Tiểu An chờ ở bên ngoài, tự mình đẩy cửa tiến vào. Hàn sư tỷ. Hàn Quỳnh Chi vừa nhìn thấy Lý Thanh Sơn, trong lòng lập tức bùng lên lửa giận. Sau đêm đó, nàng vốn tưởng quan hệ của hai người có bước tiến mới, chỉ chờ hắn tìm đến nàng mà thôi. Nhưng chờ mãi mà không thấy người, sau khi nghe ngóng mới biết hắn lại bế quan, nhưng lại không thèm nói với nàng tiếng nào. Khuôn mặt nàng lập tức như được phủ một lớp sương lạnh, quát lên: Đi ra ngoài. Lý Thanh Sơn than nhẹ một tiếng rồi lui ra ngoài. Quay lại. Hàn Quỳnh Chi bỗng đứng dậy, nàng không ngờ hắn còn không thèm giải thích. Lý Thanh Sơn nói: Còn chuyện gì sao? Ngươi làm ta tức chết đến nơi rồi. Hàn Quỳnh Chi cắn môi, trong lòng chua xót. Tình hình đêm đó vẫn còn hiện rõ ràng trước mắt. Nàng chưa từng hạ thấp bản thân để lấy lòng một nam nhân nào, vậy mà lại bị đối xử quan loa ngạo mạn như vậy. Lý Thanh Sơn thấy mà cũng không đành lòng. Đây là nữ tử đầu tiên hắn yêu trong đời này, kiếp này. Hơn nữa trong nàng cũng chân thực và đáng yêu hơn Cố Nhạn Ảnh xa tận cuối chân trời. Nếu có thể, hắn cũng không muốn phụ bạc tình cảm của nàng. Nhưng nếu vô duyên thì cũng không dây dưa nữa, chỉ có thể nói câu xin lỗi. Đi thôi, Tiểu An. Trên hành lang dài dằng dặc, Lý Thanh Sơn cau mày đi ở phía trước. Tiểu An đang theo sát phía sau, bỗng giơ tay kéo ống tay áo của hắn. Lý Thanh Sơn quay lại nói: Sao vậy? Tiểu An quay đầu về phía cánh cửa phòng vẫn đang mở. Nếu ngươi cưới nàng, chúng ta còn có thể ở cạnh nhau như bây giờ không? Lý Thanh Sơn hơi sững sờ, mỉm cười nói: Nếu ngươi không thích thì thôi. Tuy rằng cực kỳ không nỡ, nhưng nhân lúc còn chưa có cảm tình gì thì kết thúc mới dễ dàng. Nếu tương lai có cảm tình thì phiền phức rồi. Điều này cũng là vì tốt cho nàng. Ngươi cưới nàng đi. Tiểu An buông ống tay áo của hắn, kìm nén cảm xúc kỳ lạ trong lòng. Đây là điều hắn hẳn mong muốn, cũng là lựa chọn tốt nhất đối với hắn. Còn có thể bái vị Hàn đại tướng quân kia làm sư phụ, vậy sau nàng có thể trở thành nhân vật cản đường của hắn đây. Ngươi nói thật chứ? Thật. Tương lai mà hối hận, đó là muộn đó. Chưa kể đến hậu quả của việc bội tình bạc nghĩa là gì, riêng thay đổi thất thường đã không phải tính cách của hắn. Không hối hận. Nhìn Lý Thanh Sơn biến mất ở trước cửa, cuối cùng Hàn Quỳnh Chi cũng không nhịn được nữa, gục xuống bàn mà khóc nức nở. Lý Thanh Sơn, ngươi là tên khốn nạn. Hàn Quỳnh Chi, ngươi thật vô dụng. Chẳng qua chỉ là một nam nhân mà thôi. Đột nhiên nàng cảm thấy trên đầu ấm áp, ngẩng đầu lên lập tức đối diện với đôi mắt của Lý Thanh Sơn. Dù Lý Thanh Sơn lòng dạ sắt đá, nhưng không dễ dao động vì tình cảm. Nhưng không ngờ nữ tử ngang ngược độc đoán này cũng có lúc yếu đuối như vậy, mà lại còn là vì hắn. Nếu bỏ qua, há chẳng phải là chuyện hối hận cả đời sao? Chỉ muốn đưa tay lau nước mắt cho nàng. Ngươi quay lại làm gì chứ? Hàn Quỳnh Chi đẩy tay Lý Thanh Sơn ra, hoảng loạn lau nước mắt trên mặt.
Xin lỗi. Lý Thanh Sơn vừa mới nói xong hai chữ, Hàn Quỳnh Chi đã nắm chặt lấy cổ tay hắn. Người... Cứ như sợ rằng vừa buông tay ra thì hắn lại mất đi không thấy bóng dáng nữa. Khi mà hai người ở chung, hắn cảm giác nàng thực sự yếu thế đến đáng thương. Nhưng cũng khiến người ta vô cùng thương xót. Lý Thanh Sơn nắm chặt tay nàng, dịu dàng nói. Yên tâm đi, ta không giỏi đi nữa. Ai thèm chứ? Hàn Quỳnh Chi quăng một hồi cũng không quăng ra được nữa. Ngươi đi đi, đừng ở đây làm phiền ta. Ngươi chờ ta trở lại có được không? Chờ ngươi làm gì chứ? Cảnh xuân tươi đẹp, thời tiết rất thích hợp để dạo chơi bên hồ. Lý Thanh Sơn cười nói, gạt bỏ được nỗi lo lắng cuối cùng ở trong lòng nên tâm trạng hắn cực tốt, lập tức chủ động. Nếu muốn coi nàng là bạn lữ thì phải cố gắng ở bên nhau chứ. Tâm tình của Hàn Quỳnh Chi hoàn toàn bị hắn quấy nhiễu, lúc thăng hoa lúc tụt dốc, trong chốc lát không nói nên lời. Được, ta coi như ngươi đã đồng ý nhé. Lý Thanh Sơn tự quyết định, nhìn thấy đôi môi hồng hào như trái anh đào của nàng mà muốn hôn tạm biệt một cái. Chỉ sợ sẽ dọa nàng nên đổi thành sờ gò má nàng, sau đó mới xoay người rời đi. Ngươi trở về sớm một chút. Hàn Quỳnh Chi không nhịn được mà bật dậy. Lý Thanh Sơn ngoái đầu nhìn lại, thấy mặt nàng vẫn còn sót lại vài vệt nước mắt, tóc ngắn ngang vai hơi rối, khuôn mặt tươi cười khó nén sự vui mừng, dù e lệ rụt rè nhưng vẫn nhìn thẳng vào hắn, đó là sự chân thành không hề che giấu nổi. Trong chốc lát, thực sự đáng yêu tột cùng, suýt chút nữa Lý Thanh Sơn đã thay đổi quyết định thành, bây giờ đi dạo bên hồ đi. Được, Quỳnh Chi. Lý Thanh Sơn mỉm cười khẽ rồi đóng cửa phòng lại. Hàn Quỳnh Chi ngồi cắn môi ngẩn người ở đó một lúc, nhưng cũng không kìm nén được nụ cười nơi khóe môi, không nhịn được mà bật dậy xoay tròn một vòng, chậm rãi quay người về phía cửa sổ. Quả đúng là cảnh xuân tươi đẹp, lòng nhịn không được mà chờ mong. Lúc này vài tiếng gõ cửa vang lên, Hàn Quỳnh Chi vội vàng lau nước mắt trên mặt, khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng. Một chớp sự thanh y run rẩy đi tới. Hàn đại nhân, ta xin nghỉ một ngày, nương của ta. Được, ta duyệt. Chỉ một phút sau, khắp toàn lầu đều đồn rằng cuối cùng thời kỳ gắt gỏng của Hàn đại nhân cũng trôi qua. Vì Lý đại nhân kia thực sự mang đến tác dụng kỳ diệu, quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn, vì chấp sự quản lý sổ nhiệm còn đang được phong là công thần. Trên đám mây giữa bầu trời, Tiểu An nhìn khuôn mặt tươi cười của Lý Thanh Sơn mà bĩu môi. Hờ, có cần vui mừng đến thế không? Cứ như Lý Thanh Sơn nghe được tiếng lòng của nàng mà quay sang nhào nặn khuôn mặt nàng. Chờ ngươi lớn thì ngươi sẽ hiểu. Tiểu An vừa ngạc nhiên lại hơi chờ mong nói. Ta lớn thì ngươi cũng cưới ta sao? Lý Thanh Sơn đáp. Thôi nào, ta không muốn bị các hòa thượng của Thiên Long Thiền Viện truy sát đâu. Đây cũng là nơi nổi tiếng cùng với Tàng Kiếm Cung đó. Kết cục của việc cưới nữ tử đệ tử thiên tài của họ là gì? Nghĩ thôi cũng thấy khủng bố rồi. Ta không chịu. Ngươi không chịu thì cũng hết cách rồi. Đàng hoàng làm công việc Nico rất là có tương lai này đi. Lý Thanh Sơn cười hì hì. Dưới thế tiến công, ngươi không đồng ý thì ta khóc cho ngươi xem. Lý Thanh Sơn đành phải giơ tay đầu hàng. Ờ được được được, cưới, cưới. Tiểu An bỗng vui vẻ lên, nhưng rồi lại đau đầu. Nhưng nếu họ thực sự đến quấy rối, vậy phải làm sao mới được? Lý Thanh Sơn thấy nàng thực sự nghiêm túc suy nghĩ, thì lập tức giương cánh tay cường tráng ra, cười nói. Vậy thì ta sẽ đánh nổ đầu chọc của họ. Vậy ta giúp ngươi. Tiểu An cũng cảm thấy ý tưởng này không tệ, còn chưa chính thức gia nhập Thiên Long Thiền Viện mà nàng đã bắt đầu suy nghĩ làm sao để khi sư diệt tổ phản bội sư môn. Trên cánh đồng màu mỡ, bên dưới xuất hiện một tòa thành nho nhỏ. Lý Thanh Sơn lấy bản đồ ra đối chiếu, đã đến trạm thứ nhất. Giờ đang giữa trưa nhưng thời tiết vẫn hơi lạnh. Trên đường chẳng có được mấy đám người nhỏ lẻ tẻ, chỉ có một đám hài tử đuổi bắt cười đùa không biết mệt, nhưng bị quát một trận vì quấy rầy giấc ngủ trưa của người khác, bị đuổi sang một bên. Cậu Tạc Thanh Lang Bang ở đâu? Trong giây lát, một tiếng quát to đánh thức người toàn bộ thành khỏi giấc mộng đẹp. Mọi người dồn dập đi ra khỏi nhà để xem rõ ngọn ngành, xem tên nào chán sống tìm Thanh Lang Bang gây phiền phức. Thanh Lang Bang chủ đang mời mấy vị bằng hữu trốn sân lâm ăn cơm, khuôn mặt đã nhuốm ba phần men say. Đột nhiên nghe thấy câu này nên toàn thân chấn động, giận tím mặt. Có người đến kết thù, các huynh đệ đi bắt tên kia, cho ta gặp hắn. 30-40 hào hán của Thanh Lang Bang nối đuôi nhau đi ra, bày thế trận ở trước cửa.
Thanh Lăng Bang chủ ngồi trên ký thái sư ở chính giữa. Hai bên phố lớn đã có không ít người ngó giáo giác. Mấy bạn nhỏ còn trừng to hai mắt nhìn. Chỉ thấy một bóng người không cao lắm bước qua khói bụi, chậm rãi bước tới trên phố lớn thẳng tắp. Thanh Lăng Bang chủ nheo mắt lại, lập tức thấy rõ bóng người kia là một hài tử 11-12 tuổi, đầu đội nón cỏ lớn vành rộng, trên thân mặc áo bông rách đầy miếng vá, tay cầm một cây bút lông. Hóa ra là một tiểu hài tử. Điên rồi sao? Những ánh mắt của hài tử đột nhiên thẳng tắp. Có đứa vệ vàng lấy một quyển tập tránh ra, cúi đầu xem bức họa rồi lại ngẩng đầu nhìn người, lặp lại vài lần như thế rồi miệng từ từ mở lớn. Thanh Lăng Bang chủ thì thả lỏng đôi lông mày cao chặt, còn tưởng là nhân vật tài ba gì, hóa ra là một hài tử bị điên. Chỉ là tiếng hét lớn lúc nãy vẫn làm hắn hơi để ý. Ngươi là thứ gì, dám đến Thanh Lăng Bang ta gây chuyện? Hài tử kia giòn giã lên tiếng. Thanh Lăng Bang, các ngươi gieo vạ cho bách tính, không thể chết tử tế được. Hôm nay ta muốn giúp đỡ chính nghĩa, trừ hại cho dần. Đám người Thanh Lăng Bang cười ha hà. Đám bằng hữu thổ phỉ của Thanh Lăng Bang chủ nói. Bang chủ phí lời với nó làm gì? Dạo này miệng ta nhạt như nhai sáp rồi. Khóe tim nó ra cho ta nhắm rượu đi. Tên kia nói xong còn liếm đôi môi đỏ tươi. Vì thích ăn tim người, đặc biệt là tim hải tử, nên hắn được người giang hồ gọi là thực tâm quỷ. Cũng là một cao thủ hạng nhất hung ác có tiếng. Thanh Lăng Bang chủ vung tay lên. Bắt nó. Lập tức có hai tên tiến lên. Hải tử lấy một cuốn sách tranh từ sau lưng ra, tay hơi run lên, đó là bộ Mãnh Hổ Xuống Núi. Một tiếng gào vang lên, chỉ thấy một con cự hổ nhào ra, hai chân trước đè hai tên Thanh Lăng Bang, móng vuốt như lưỡi đao cong lên, phanh ngực mổ bụng bọn chúng, sau đó mãnh liệt vồ về phía Thanh Lăng Bang chủ. Con cự hổ này hung mãnh gấp 10 lần con hổ bình thường, nó nhào vào đám người Thanh Lăng Bang không khác gì hổ gặp 7 dê, đại khai sát giới. Sự sợ hãi đọng lại trên gương mặt của mỗi người trông thấy cảnh này, chỉ có đám hài tử bùng lên tia sáng mừng rỡ trong mắt. Là hắn, chính là hắn. Thực tâm quỷ liếc mắt thấy con cự hổ nhào ra từ trong bức tranh thì lập tức sợ hãi đến mức mồ hôi lạnh ướt sũng người. Hiển nhiên trong này không phải là thủ đoạn của đám phàm nhân nữa rồi, mà là của tu hành giả trong truyền thuyết. Người giang hồ có mạnh hơn nữa thì không thể mạnh bằng tu hành giả. Hắn sử dụng khinh công trèo tường vật nhà nhanh chóng chạy trốn, nhưng vừa mới lướt qua hai mái hiên thì đã cảm thấy lồng ngực trống rỗng như là thiếu mất thứ gì đó. Vừa cúi đầu nhìn, chẳng biết trên ngực đã xuất hiện một lỗ máu từ bao giờ, trái tim mà cũng không cánh mà bay. Hắn mãnh liệt nghiêng đầu, lập tức thấy trái tim của mình bị nam tử nắm trong tay, máu me đầm đìa nhỏ xuống. Bình sinh hắn từng ăn rất nhiều trái tim, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trái tim của mình, chỉ cảm thấy sự đau khổ tuyệt vọng không thể nói thành lời xông thẳng lên đầu. Lâu rồi ta chưa làm chuyện thế này, xem ra tay vẫn chưa bị cứng. Lý Thanh Sơn tiện tay vứt quả tim kia cho Tiểu An. Tiểu An thả phần thi huyết viêm ra, cả da lẫn xương của tên kia lập tức hóa thành ngọn lửa. Lúc này, trận chiến giữa cự hổ và Thanh Lăng Bang cũng đã kết thúc. Con cự hổ ở trong tranh kia không được coi là quá mạnh, trình độ cũng chỉ là tầm luyện khí tầng thứ 3 thứ 4, nhưng dùng để đối phó với một đám nhân vật giang hồ thì quả là chuyện dễ dàng. Hiển nhiên, bức tranh này cũng là một trong những bức tranh Chử Đan Thanh vẽ cho hắn. Tuy rằng nhân vật mà hắn biến ra có thể thi triển thủ đoạn tương tự với con cự hổ trong bức họa, nhưng vì để tiết kiệm nguyên lực cũng như chuẩn bị cho trận chiến trong tương lai, hắn vẫn dùng nguyên lực để kích phát bức họa trong đó. Lý Thanh Sơn lại lấy một bức họa từ trong túi bách bảo ra, rồi quẳng về phía không trung, vậy mà lại thi triển một bức họa trống không. Bức họa trắng tinh kia lượn lờ một vòng và cuốn hết tất cả thi thể vào bên trong. Sau đó nó trở lại trong tay Lý Thanh Sơn, chỉ thấy bức họa vốn trắng tinh lại xuất hiện mấy chục thi thể. Bức họa này tương tự như túi bách bảo của họa gia, chẳng những chứa được vật chết, hơn nữa còn có thể phong ấn, trấn áp vật còn sống, vô cùng thú vị. Tạm tích góp lại rồi đưa cho Tiểu An làm lương thực dự trữ, quả thực là lo chuyện giết người rồi, còn lo cả chuyện chôn, khác gì dịch vụ chọn gói đâu. Hai tử đầu đội nón rơm kia cưỡi hổ rời đi, mọi người dồn dập đi ra khỏi nhà, nhìn Thanh Lăng Bang hoành hành bấy lâu, bỗng biến mất không còn sót một mảnh nào, nếu không phải còn dính chút máu trên mặt đất thì quả đống như một giấc mơ. Đám hài tử vui sướng đỏ cả mặt, chạy băng băng hoan hô đầy đường. Lúc mới đầu, đám người lớn không biết vì sao bọn chúng lại vui vẻ như vậy, mãi đến tận khi có người chợt nhớ tới. Ồ, hài tử kia chẳng phải là người trên bức họa mà hai nha đầu nhà ta bắt ta đọc cho chúng nghe sao? Lẽ nào những gì được vẽ trên tập tranh kia đều là sự thật sao?
Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 26 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.